tôm càng, tôm bự luộc lên có tí bột ngọt tí ấy vô, là bỏ tí bột ngọt vô cho nó đấy. Rồi mình bắt nước ít thôi, mình cho mình hấp lên rồi rồi các bạn xem nha, tí tôm nó chín. Rồi, giờ mình đẩy bún lại cho tôm nó chín một lúc rồi bắt ra. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình luộc tôm cho các bạn xem nè các bạn. Đây mình đã bỏ vô nồi đây nha các bạn. Đây nè. Tôm này 2 4 6 7 con nè các bạn. Mình đậy nắp lại nha các bạn. Mình chờ trong giây lát. Sẵn đây có món tôm kho này các bạn. Tôm rí này các bạn. Tôm này tôm nhỏ để làm kho cay nè. Hôm nay nhà mình ăn tôm thôi các bạn. Đây nè, cái này là tôm mình trộn đều gia vị nè các bạn. Trộn đều gia vị xong mình tí mình kho nha các bạn. Tôm bự quá nhỉ. Món củ hoa rừng á, trái trái của củ hoa rừng để mình bỏ hạt ra rồi mình bổ đôi lấy hạt ra và xào trứng ăn để trị bệnh, được bệnh tiểu đường và tốt cho sức khỏe nhất cho các bạn, cái này ăn tốt lắm. Đây nè các bạn, mình đã luộc tôm xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắp đây dĩa cho các bạn xem nha các bạn. Tôm rất ngon luôn các đấy, quay cho các bạn xem nè, tôm mới luộc xong rồi các bạn nè, thêm một chén tiêu chanh nhé các bạn. Đây mình đang nấu canh này. Đấy, mình quay tôm cho các bạn xem này. Đó, tôm nó đỏ luôn các bạn này. Đấy, quay cho các bạn xem các bạn. Tôm nhìn nó đỏ luôn.
chén tôm này. Đây là món khổ qua xào nè các bạn, khổ qua xào trứng nè các bạn. Khổ qua rừng này ăn rất là đắng luôn. Vừa khổ qua rừng này ăn để trị bệnh tiểu đường, ăn nó tốt cho sức khỏe, giảm mỡ máu. Đúng rồi đấy. Đấy, mình quay lại các cho các bạn xem kỹ lần nữa này. Nếu các bạn thấy video này hay cho mình đăng ký một cái like và một chia sẻ.